Nghi phạm trộm 200 cây vàng, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn. Tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, vừa xảy ra vụ trộm 200 cây vàng tại tiệm vàng Hồng Bền. Nhưng chỉ sau một tháng, công an tỉnh đã bắt giữ Trần Nguyên Lâm, 29 tuổi, ngụ tại huyện Bù Đăng, Bình Phước, tại một khách sạn ở Bắc Ninh, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, nghi phạm này còn dùng một chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Bảo Nguyên, 28 tuổi, ngụ tại Tân Phú, Đồng Nai để sử dụng. Quá trình lẩn trốn, Lâm di chuyển liên tục bằng xe máy, thường xuyên có mặt tại các điểm ăn chơi. Lâm chỉ về nhà nghỉ, khách sạn sau 0 giờ và di chuyển vào sáng ngày hôm sau. Điều đáng nói ở đây đó là nghi phạm đã phẫu thuật thẩm mỹ để hòng qua mắt lực lượng chức năng. Nghi phạm bị bắt có khuôn mặt khác với hình ảnh ghi nhận được tại hiện trường. Tuy nhiên, nghi phạm chỉ phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí nên nhìn không khác biệt nhiều. Công an đã bắt và chứng minh được hành vi phạm tội. Nhiều người cho rằng nghi phạm nên phẫu thuật thẩm mỹ sửa thêm mũi, gọt hàm hay là đập mặt đi xây lại toàn bộ thì may ra mới khác biệt hẳn.